Rồi, bây giờ Khánh is here, Richard is here. I'm going to call your name nha. Bữa nay bà gọi tên, bà làm bà gọi tên của tụi con rồi tụi con say yes, I'm here teacher nha. Very good. Do you not the boss of this? Okay, Richard. You're not the boss of this. Can you hear me, Richard? A little bit. A little bit? Oh, okay. So you can hear me, right? Okay. Okay. Just a minute. Okay, I'm going to do the share screen for everybody, okay? Then I call your name, then you say, yes, I'm here, teacher, okay? Hannah! Yes, I'm here, teacher. Very good. Anna? Yes, I'm here, teacher. Very good. Richard? Yes, I'm here, teacher. Very good. Apple? 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 Can you say, yes, I'm here, teacher? Apple? I'm here, teacher. Very good. Michael? Yes, I'm here, teacher. Very good. Donald Trump, yes, nha. Donald. Here, very good. Julie? The fire. Julie? Yes, I'm here, teacher. Very good. Khan? Very good. Tony? Good. Mindy? That's Holy Polly. May? Is May here? Yes, I'm here, teacher. Very good. Mindy is not here yet, right? Okay. Very good. There are 9 students here. So we're waiting for Harry, for Moon, for Alexandria. Okay, bây giờ tụi con đã nhận được hết bài hát của bà rồi ha. Bữa nay bà kêu tụi con hát nha. Tony, Tony cho hát bài gì? Có nhiều bài mới lắm nha. Okay, good. Bây giờ hát hát cho bà nghe coi. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come on and another day. Happy, want to play. Rain, rain, go away. Very good. Okay, go. Come on, go on. Rồi, hát tiếp. Rain, rain, go away. Come on and another day. Mommy, want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come on, giỏi, nhưng mà con hát là phải đều, không có được chỗ nào nhanh, chỗ nào chậm, biết không? Cái beat it. Rồi, very good. Now, Richard. Richard, sing your song. I think the music's so boring for me. Okay. No, you know how to sing. If you don't sing. I know how to sing. Okay. How about you, Khan? Khan can sing. Khan have a very good voice. Khan hát cho bà nghe coi. You know how to sing song? Okay, I'll sing the newbie. Jingle. Okay. Jingle. That is a song. Okay, you are rapping. Okay. Richard, can you sing a song? I can sing super ugly. Okay, so Richard doesn't know how to sing a song. Hannah, can you sing your song? Rain, rain. Oh, Micho is here. Micho. Little star having poop. Hi, Micho. Richard, you need to be nice. Richard, your friends, they are looking at you. Okay, Micho is here. Okay, Eddie is here. Can I see your face, Micho?
Okay, hello, Mi Chau. Okay, we introduce Mi Chau to all of you. Okay, Tony, this is Mi Chau. Richard, this is Mi Chau. Okay, Hannah, now you sing your song. Ring, ring. Now listen, taka mo nghe nha. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come on. Be nice, okay? Be nice. Can you be nice? Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again, Nana. Hi, Grandma. Hi, Grandma. Hi, Mi Chau. Okay, here's Mi Chau. Mi Chau, try to sing about it. You are going to sing. Sorry. Listen to Hannah. Hannah is singing. Yeah, beautiful. Okay. I know. Okay. Rồi bây giờ Hannah, Hannah hát cho xong đi con. Rain, go away. Come again, none of the day. It's about they want to play. Rain, go. No, hát chậm chậm con hát nhanh vậy không được nè. Rain, rain, go away. Come again, another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Đúng không? Rồi. Hát lại, Hannah hát lại. When, when you wait, come on then, want to play. Daddy wants to play. When, when go away. Right. Okay, Anna. Yeah, Anna hát mà nghe. When. Come again another day. Come again another day. Daddy wants to play. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Nhớ không? Rồi, nghe lại nha. Tụi con phải học thuộc nha. Rồi, bây giờ tới Apple. Apple hát cho bà nghe coi. Rain, rain. Apple? Rain, rain, go away. Good night, nè. Good night, nè. Ok. Rồi, bây giờ mình hát cho xong rồi. Chúc bà cho một cái việc để mà làm nha. Hôm nay đó, tất cả tụi con phải làm một cái hộp này nè. Nhìn đây. Bữa nay tụi con phải làm một cái hộp cho bà. Bà sẽ cho cái... Coi này nha. Đây là một cái hộp. Nhớ cho kỹ. Nè, bà cho tụi con coi một cái hộp. Và tụi con phải làm y như vậy mới được. Thấy không? Rồi bà cho tụi con biết vẽ hình. Thấy không? Nhìn nha. Thấy không? Nhìn đây, nhìn nè, nhìn cái hộp của bà làm nè. Tụi con phải làm được cho được cái hộp này nha. Thấy chưa? Nhìn nha, bà chỉ cho tụi con. Nhìn thấy cái hộp đẹp không? Đó. Nhìn nha, một cái hộp nè, nhìn nhìn cho kỹ. Và tất cả mọi người phải biết làm cái hộp này nha. Một chút nữa bà sẽ cho cái này là một cái để tụi con phải làm về nhà, tụi con học, tụi con làm. Nhưng mà ba mẹ cho có gì không? Ừ, ai cũng có thể làm được. Bà chỉ cho để bà làm thành cái hộp này. Thấy không? Bà xếp nó lại làm thành cái hộp rồi. Nhớ không? Bây giờ bà mở nó ra. Nhìn nè. Mở cái hộp ra. Nhìn cái hộp đây. Nhìn đây. Thấy chưa? Nhà Eddie, Mỹ Châu. Can you take a look at the box? And I want you to make a box. Yeah, yeah, right. Hi, Alexandria.
Thấy không? Đây là cái mà thầy thầy làm cho tụi con để tụi con làm. Okay. Yeah, I can. Make a box like this. It's easy. So if you yeah, know, I already know because I already know about DIY crafts. Yeah, I know. I have watched a lot of them. Mọi người, tụi con sẽ làm cho được cái hộp này. Bà sẽ cho nè. Bà sẽ cho the length is 3 centimeter. The width is... Hello, Papa. The height is 1 centimeter. Chỉ có ba cái đó thôi. Cái chiều dài nè. The length là từ đây. Richard, can you make a box? Yeah. You want to learn to make a box? Đó, nè ha, con nhìn nha ha. Cái chiều dài là từ đây qua đây. Nè, nhìn nè, từ đây qua đây là chiều dài là 3 cm. 4 cm. Nha, 4 cm. Từ đây qua đây là 4 cm. Từ đây lên đây là bao nhiêu? Là 3 cm. Thấy không? Rồi cái chiều cao của nó đó là từ đây qua đó, cái chiều cao là chiều từ đây lên đây nè, là chỉ có 1 cm thôi. Tụi con một chút nữa bà cho cái bà sẽ gửi email cho tụi con và tụi con làm cho ra một cái nha. Là phải lấy cái thước đo đàng hoàng, làm bằng cái hộp bằng giấy cũng được, nhưng mà nếu mà có cái giấy cứng thì là càng tốt, không có giấy cứng tụi con làm giấy mềm cũng được, miễn sao làm thành một cái hộp như vậy, đúng không? Đây là tụi con học về toán. Nào, là hình học, làm cái hình thôi. Thấy chưa? Rồi cái này đây là có nhiều người chưa tới, thành ra bây giờ bà để đây, giờ tụi con hát cho bà nghe cái đã nha. Bây giờ bà coi Tony hát rồi phải không? Alexandria, bây giờ Alexandria hát cái bài Rang Rang cho bà nghe coi. Rồi giờ hát cho bà nghe coi Alexandria. Con nhớ có khúc đầu à. Cũng được, không sao hết, con hát cho bà nghe coi. No, rain, rain, go away, come again another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rồi giờ hát lại cho bà nghe coi. Rồi Alexandria hát cho mà nghe. Hát cho trước cho con nhớ luôn mà. Được nè, bà hát lại nha. Rain, rain, go away, come again another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rồi, Alexandria hát rồi. Rồi, Ren Ren suy nghĩ nha. Alexandria suy nghĩ, bà kêu Michael. Can you sing, Michael? Michael, Michael là Thanh Tâm đó. Dạ đó, con chưa có biết đó là. À, con chưa có biết hả? Giờ con biết bài nào? Bà có gửi cho con rồi mà giờ con biết bài nào đâu, con hát bà nghe coi. Rồi con hát bà nghe cái bài nào mà con biết. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Giỏi quá đó, Alex, Michael có giọng hát hay lắm đó. Bây giờ tới cái Donald. Giờ tới Thanh Sàng hát cho bạn nghe coi. Bài nào mà con thích nhất? 1, 2, 3, 4, 5. Có học cái bài đó chưa? Chưa. Rồi giờ có học bài nào rồi đâu? S I K K L M M O P Q R S T U V W S Y N Z. New pencil. Now. Tiếp tục đi con. Không quên rồi hả?
Now I know my ABC. It's a big one. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Next time, won't you sing with me? Very good. Đó, giọng tụi con rất là hay. Bây giờ bà muốn Thanh Sang học cái bài này cho bà nha. Bà hát rồi có hát theo nha. Rain, rain, go away. Rain là trời mưa đó, biết không? Mưa, mưa đi chỗ khác chơi, đừng có mưa nữa. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Come again another day. Daddy wants to play. Daddy, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Đó, cái câu nó là như vậy. Rồi con thay vì daddy thì là mommy. Daddy là cha, cha nó cha, cha cũng thích chơi. Đó, thấy không? Nhưng mà mùa mưa thì phải đi chỗ khác, chứ mưa ướt làm sao mà chơi được, đúng không? Ra sân chơi làm sao mà chơi được? Thì con hát là rain, rain, go away. Come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Rồi hát lại, hát ra hát cái đó cho bạn nghe coi. Rain, rain, go away. Come again another day. Come again là tới mưa thì tới bữa khác đi, đừng có tới bữa nay, đúng không? Come again another day. Còn bữa nào biết sao? Thầy cô bị dựa hôm nay bởi vì mommy wants to play. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi, bây giờ tới Mindy. Who's one better than me? Mindy. Mindy đâu rồi? Ok, bà không thấy Mindy là bà gọi May nha. May, May đâu rồi? Rồi bây giờ tới Alexandria. Bà không thấy May trả lời thì Alexandria, bây giờ tới phiên con hát. Con học rồi nè. Rồi đúng rồi, giờ con hát đi. Rain, rain, come again, I'm not to rain. Con hát chậm chậm thôi, đừng hát nhanh quá. Rain, rain, go away. Come again another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Đó, dán lại đi. Rain, go away. Daddy, come to play. Rain, rain, go away. Nó có mấy chữ hả? Bây giờ dán lại nha. Rain, rain, go away. Con hát theo bà đi. Rain, rain, go away. Go, go là đi chỗ khác rồi. Go away. Go. Come again another day. Ok, hát lớn cái chỗ đó. Come again. Come again. Another day. Another day. Daddy wants to play. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go again. Go away. Go away. Đó, đúng rồi. Nhớ nha, cái đó là con dễ lắm rồi, con hát tới. Rain, rain, go away. Come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Rồi, nhớ chưa? Bây giờ tới Julie. Julie hát cho bà nghe coi. Julie đâu rồi? Mommy, come to play. Julie, Julie đâu rồi? Yeah, bây giờ Julie hát theo bà nha.
rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Come again another day. Daddy want to play. Daddy want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Giỏi, bây giờ Julie muốn hát là Julie phải ngồi dậy, nằm không hát được. Ngồi dậy thì cái hơi nó mới ra được con. Rồi, Julie ngồi dậy hát, hát theo bà nha. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Go away. Giỏi. Come again another day. Come again. Giỏi. Daddy wants to play. Daddy là cha đó, là ba của con. Wants to play. Play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Đúng rồi. Đó, cái điệu nó là như vậy nha. Nhà mỗi ngày con nghe, nghe nghe rồi con hát cho nó thuộc nha. Hết daddy rồi tới mommy, đúng không? Rain, rain, walk, go away, come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Đó, cái điệu nhạc nó là như vậy. Giỏi quá. Bây giờ Apple đâu rồi? Apple có muốn hát không? Rồi, Anna là hát rồi ha. Anna hát rồi ha. Now, Mỹ Châu. Mỹ Châu, can you sing Mỹ Châu? No. No? Okay, you sing after me. Can you do it? I'm not. You shouldn't drawing. No, I would like to hear your voice. Be nice. Okay. Wow. Wow. Mỹ Châu hát theo bà nè. Mỹ Châu nè. Everybody want to hear your voice. Well, my voice is kind of more funny. No, no, you have a very lovely voice. What about what? Remember that song? What about the lamby there? Yeah. Okay. Yeah. It's weird. No, it is not weird. Okay, actually, it's gonna be so weird because it makes me weird. Okay, now listen and repeat after me. Okay. What about weird? No, it is not weird. Can you sing? I don't want it to be weird. I want it to be funny because I love funny. Okay, so you can sing. What about this one? You think because you don't know how to sing, that's why you don't want to sing. But you know, why don't you repeat after me? Then you sing, okay? Your friend. What about the whammy dance? Okay. Whammy dance needs to be weird. Okay. Weird. Okay, can you sing it? Just sing it. Yeah. Okay, sing. If you want to have a lamb, speaking. That is have a bammy and whistle and a big. That's not funny. Why is it funny? I don't know. Because okay, why don't you sing? I want to hear your voice. Rain, rain, go away. Can you sing? No, no. What about lamby dance? Because lamby. Okay, okay. Sing it. Not funny. I really don't do funny. Then sing it. You wanna have a lamby dance? Lamby dance. Dance. Then have a whammy, then a whammy, and 1,000 million years, and then have a bammy, then have a danny. Okay, Mỹ Châu is rapping. Okay, this is Mỹ Châu is singing that kind of music. Okay, can you sing again? Sing. That is a song. That is rapping. Okay. One kind of music. Okay, do it again. One more time. Can you dance and sing like that? You do it. It's gonna be a funny dance. Okay. I don't know what the dance looks like. Yeah, do it. I forgot the dance.
Okay, if you don't know how to dance, you just sing that way. Okay, sing it one more time. Okay, the dance is gonna be really funny. Okay. Because I dance, because I don't know how to dance. Well, Luna Vanish Deep is kind of weird because it actually sounds like something like this. It sounds like a thing. Do it. Okay. Okay, you do it. First of all, when you go first from the very Luna Vanish Deep and Celestia being deep are the funniest ones because they okay. Thank cat. Okay, so do it. Okay, coi mi châu nha, tất cả mọi người coi mi châu. Oh, they're weird. No, it is not weird. It is no, too weird. Okay, dance. Well, their voices are kind of like this. Oh. Okay, you can do. They kind of sound like a dying cat. Okay, you can sing like this. Oh, like that actually happens in 10 seconds. Mm-hmm. Okay, intense. It's weird. Okay. Because you don't understand what it is. Okay, good. That'd be nice. Okay, like I did, okay? Zella, you did. You do it. Oh, that is singing. That's kind of weird because it goes with the music. Well, when I watch that lots of times and I just like it. It makes me delight. You can create your own music. Nè, Mỹ Châu nói là Mỹ Châu đang nhảy. Để coi Mỹ Châu sẽ nhảy cái bài gì. Okay. Yeah. Right, do it. Everybody is looking. Is watching. Okay. This is going to be with music. Okay, the music is boom, 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 boom. No. It doesn't okay. go like that. Oh, well, you don't like... Well, it's weird. Okay. Well, actually, not weird. It actually goes with a bass. Okay. It goes with a bass. XT. Yeah, you make your own music. Well, I cannot make the music because I need to go on Google. I don't know, because I don't have any instruments. No, here's the instrument. I don't have any. Yeah, well, this I is do have some, but I create my own instrument. Hey, show grandma, remember all the This is a drum. Yeah, this is my drum. Well, the music is different because it goes with actually 120. Of them, 100 in the back. Okay, here you want your own instrument. Okay, here. Okay. Wow. Okay, this is how it goes. Okay, I forgot it. Okay. Okay, it goes like that. So I'll do it with my back teeth. You. This is how you do. I forgot it. Oh, you forgot? Okay. You want me to teach you? Okay. No, I already know. I just need to go on Google. Okay, then go ahead. Okay, you're going to see. Okay. You can't see because you need. I hear music is for hearing, not seeing. Right? Okay. Hear this. Like this. I'm gonna go on. No, I'm going on Google. I don't know how you can show. So you cannot even see the pictures. No, we don't need to see the picture. We need to hear the voice. Okay. Music is hearing, not seeing. Okay, I need Google and one of them. Như bà đang nói là Mỹ Châu hát mà Mỹ Châu nói mình không thấy, không được hát là mình phải nghe. Chứ mình đâu có thấy đâu, đúng không? Okay. Mỹ Châu hát mà cứ cười hoài luôn, con không nghe được gì luôn á. Bây giờ Mỹ Châu sẽ sáng tác ra một cái loại nhạc của Mỹ Châu, tại Mỹ Châu không hát giống như mình. Bây giờ để coi con Mỹ Châu hát như thế nào, đúng không? Mỹ Châu đang sáng tác ra một cái loại nhạc. Thì Mỹ Châu hát như vậy nè. Mỹ Châu hát vậy đó. Mình không biết Mỹ Châu sẽ hát kiểu nào, không? Bà ơi, gì con? Quy chát mới chát lên một cái câu gì mà nguyên một cái bài. Dạ. Bây giờ mình Châu đang cố gắng. I don't even see it. No, you don't need to see anything. You need to sing to make a noise, make a voice. Yeah. Well, like I need to go in my computer on YouTube so you can watch. No, we need to hear. We need to hear like this. Boom, boom. Boom, 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 boom. That's weird. Music.
Yeah. Well, that's not what the music is. It's weird. It's weird. Gì con? Chủ nhật. Là em chưa có vô được bà ơi. Chủ nhật sao? Ai? À, Harry hả? This is a weird one. Harry chưa có vô được. Ai? Harry nhé bà, anh Harry. Yeah. Harry chưa vô được, bà đâu có thấy tên đâu. Ok, he is here. Rồi, Gia Bảo nữa. Harry. Harry, bà admit cho Harry rồi nè. Rồi, ok. Rồi, Harry is here. And Billy is here. Rồi, bây giờ hôm nay nè. Rồi, bây giờ, Mỹ Châu, we can wait for you. Somebody, ok. Look in the chat. Look in the chat. Okay, I don't have any screenshots. Okay, I look at. I don't have any screenshots. Okay. Okay, you need to see this. Okay. It's really funny. Okay, I need to see it. How can I see it? You need it. This is hard. I know. Okay. You just have to press share screen. Okay, there is it. Okay, I share the screen so everybody can see it. Okay, very good. Just like that. Okay. No, my share screen. Where's my share screen? Okay, I share the screen so everybody can see. Next to chat. Well, mine is weird. Okay, chat. He is chatting. Okay, we see what we are going to do. Okay, here, rain, go away. No, I don't want to hear that. What about Luna Vanishti? There's okay, so you sing your song now. Listen to Micho. Eddie is living in the United States, so Micho is going to sing a song for us. This okay. is her genre. Well, it's not going to go with music because wow. the music fine, is not fine. Good with instruments. Okay. Well, because my instrument, well, okay. because one of my stuff doesn't work. Okay. Mỹ Châu nói là Mỹ Châu sẽ có một cái dụng cụ riêng. But my mouth cannot do it. Okay. Hey, I cannot do it. Okay, do it. You gonna eat the food? Where's that button? Lunch yet? That is Richard. He's right here drawing. Oh, okay. This is Ken. Michael, this is Khan. Okay, Khan and Richard are living in Oakland. Michael is in Sacramento. Rồi nè, tụi con thấy không? Tụi con có thấy Mỹ Châu là ở Mỹ, Richard với Khan là ở Mỹ, còn tất cả các bạn khác là ở Việt Nam. Why is so hard to do it? Rồi bây giờ nha. Okay, bây giờ mình chỉ còn có mấy phút nữa thôi. Sau mấy phút đó là tụi con vào lại nha. What's wrong with you, Richard? This is me. Just trace it. Trace it. You're doing good. Just like that. Rồi, bây giờ bà coi lại coi tụi con ở đâu. Okay, right. You're going to see this. Okay, you want to see it? Okay, Billy, can you sing a song, Billy? No, that's funny. I don't know. Not yet. Okay, waiting for you. I need to go and search. Okay. Okay. Hey, Richard, look. Not gonna happen. Right. Okay, I'm trying to. Rồi, bây giờ bà cho cái đề tài mà tụi con phải làm này nha. Tất cả mọi người sẽ phải làm nha. Working. Coi nè ha. A box. You need to do a box for me. Đây nè, một cái hộp nè. Thấy không? Bây giờ bà sẽ share cái screen này để cho mọi người thấy nha. Rồi, đây là cái box. Cái bạn có thấy đường hả? Thấy chưa? Dạ rồi. Rồi, thấy không? I like that. Yeah, you like it? This is a box. And I need everybody to learn how to make a box. The length of the box is 4 centimeters. The width is 3 centimeters. And the height I already is know how to make box. 1 centimeter. Đó là tiếng Anh. Bây giờ bà nói tiếng Việt nha. Chiều dài là 4 centimeters. Chiều rộng là 3 cm và chiều cao là 1 cm. Rồi tụi con làm sao ra cái hộp giống như vậy cho bà nha. Đó nha, nhìn kỹ nha, cái cách để mà thành ra cái hộp nha. Bà cho tụi con nhìn thấy rồi đó, làm sao để ra thành cái hộp cho bà nha. Okay. Rồi
Rồi bây giờ những người mà làm chiếc xe lửa đó chưa lần trước chưa làm, bây giờ đã làm xong chưa? Đưa cho bà coi coi. Dạ bà, chiếc xe lửa của con này bà. Đâu, đâu đưa cho bà coi chiếc xe lửa của con. Đẹp vậy. Ok, very good. Ok, giỏi lắm. Chiếc xe lửa nhẹ nhưng mà nó phải đứng cho được, chứ con còn vịnh nó như vậy không được. Không có cái chìa khóa thì không được. Con phải kiếm một cái chai hay một cái gì đó. So good. Rồi, bây giờ ý tưởng là rất là tốt. Đó là thanh tâm. Very good. Nhưng mà mấy cái này là bữa nào thi đó là tụi con phải làm nha. Bây giờ là bà cho bài cho tụi con hết. Rồi khi thi đó là phải vẽ, phải viết bài, phải hát và phải làm cái thủ công, đúng không? Đó, kỳ này thi là rất là nhiều thứ để mà tụi con đổ tài nha. Đó. Bây giờ bài đó thì thí dụ một chút nữa bà sẽ gửi bài về cho tụi con. Bà gửi những cái từ mà tụi con đã học rồi nha. Rồi tụi con mới viết một câu trong một cái từ đó. Thí dụ alligator, bà cho tụi con mấy cái chữ như vậy nè. I là tôi, thấy không? Rồi alligator là con. What's wrong, Richard? Rồi con, thí dụ bà cho cái con alligator. Rồi con alligator đó nó màu xanh, đúng không? Thì con viết là I saw and a green alligator. Đó là con làm một cái câu như vậy đó, đúng không? Đó, giờ bà muốn tụi con sẽ tập làm văn, tập viết câu, đúng không? Mà bà cho tụi con chữ, rồi tụi con sẽ ráp ra làm thành cái câu, những cái bài mà tụi con học nha. A dog on a log, tụi con phải nghe lại. Rồi những cái speaking, mấy cái cartoon mà bà cho tụi con nghe đó là tụi con phải nghe và tụi con viết mấy cái câu đó ra nha. Rồi tới chừng khi thi đó là bà cho những cái chữ, rồi tụi con viết ra câu nha. Rồi Apple hát cho bà nghe coi. Apple, rain rain coi. Rain rain go away, rain rain go away, come again another day, come again, come again, come again another day, day, daddy wants to play, rain, rain, go away, rain, rain, go away.